Thưa quý vị, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có những thuận lợi, khó khăn và thách thức nhất định. Nổi bật nhất là sự thay đổi từ mô hình kém hiệu quả sang mô hình hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được xem xét tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Việt Nam hiện có khoảng 27.000 hợp tác xã đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể này vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Một khảo sát tại 3 địa phương Bắc Trung Nam về kinh tế số đối với hợp tác nông nghiệp, các chỉ số về mô hình kinh doanh, về hạ tầng và về năng lực của cán bộ hợp tác xã đều dưới chỉ số trung bình trở xuống. Mặc dù chúng ta cũng đã có rất nhiều các cái nghị quyết, từ cái nghị quyết đại hội đảng cho đến các cái nghị quyết của Bộ Chính trị, thế nhưng mà thực tế để mà chuyển hóa từ cái chính sách đó thành những cái hoạt động hỗ trợ cụ thể thì nó chưa nhiều. Ngay cả cái việc hỗ trợ về vốn tiêu thụ sản phẩm cũng chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Hiện khuôn khổ pháp luật, chính sách về kinh tế tập thể còn nhiều rào cản đối với sự phát triển của hợp tác xã, chưa khuyến khích được nhiều thành phần tham gia vào khu vực này. Chúng ta phải xem xét, đổi mới, thay đổi cái luật hợp tác xã để từ đó hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp với cái cơ chế thị trường, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng, hoàn thiện cái việc giao đất, cho thuê đất phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã để mà họ có thể yên tâm đầu tư lâu dài trên các cái đất được giao hay cho thuê này. Nghị quyết của Đảng đã nêu rõ kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi chính là một trong những giải pháp thiết thực tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững.